trước mặt các bác đây là cái cấu hình theo cây gia đình nha các bác nha. Giá hợp lý cho các bác luôn. Bây giờ em sẽ tính tiền lên cho các bác để các bác có gọi là biết được tổng kinh phí đầu tư nó khoảng bao tiền các bác nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tính đến cặp DK. DK này là dưới 5 triệu. Thì bây giờ cứ tạm tính là 5 triệu nha. Sau lát nữa em sẽ trừ dần đi. 5 triệu cặp DK cộng với cục đẩy là 3,2 triệu. Cộng với vang số là 3,2 triệu. Cộng với bộ mic không dây là 2,5 triệu. Tổng bộ chúng ta sẽ có là vào 13,9 triệu. Và dưới 13,9 triệu là các bác sở hữu ngay được một cái hệ thống karaoke gia đình tiêu biểu, gồm là một cặp loa DK Daikin, một vang số, một mic không dây và một cục đẩy công suất để các bác có thể chơi nhạc rất là tốt. Thì bây giờ em sẽ lên nhạc trước, mời các bác cùng nghe thử. Sau đó là lát nữa em sẽ thử tiếng mic. Hưng Yên một ngày nắng gió, em ngồi cái góc này cho nó mát. Nên là hôm nay thì trời lại nhiều gió hơn hôm qua một tí. Cũng tranh thủ quay review cho các bác. Sắp tới là không còn chỗ để review nên bây giờ cũng phải review rất là gấp các bác nhá. Em mời các bác cùng nghe nhạc. Ta đã lầm, ta đã hẹn, mai sau lỡ như quên lối về. Vẫn chốn này gặp nhau dẫu chỉ phút giây thôi, ngày say đắm đêm ngủ mê. Tạm biệt nhau lời sống cuối nơi này, trời cho duyên mình khi ấy vẫn đông đầy. Hoàn toàn là sử dụng hai cái loa DK và hai cái loa dưới là không đấu dây các bác nhá. Kê thôi nhá, không đấu dây nhá. Kê không đấu dây nhá. Phần mong manh tình trong vắng quá nhân. Về đi anh về nơi ta đã có nhau. Để lỡ mai sau còn yêu, xin anh hãy cho thêm một đời. Nghe tiếng nhạc rất chi tiết các bác nhá. Và cấu hình này các bác chơi trong gia đình thì có thể là không cần sử dụng loa siêu trầm. Các cái thông số ở trên vang kia là em gọi một preset mới, chưa có căn chỉnh về nhạc, mới chỉ có HPF cho mic là 140Hz thôi các bác nhé. Ok, thì đây là cái phần nhạc. Bây giờ mình sẽ thử mic để các bác cùng nghe thử các bác nha. 2, 6, 7, 9, 10. Đây là cái chất âm của đôi loa DK kết hợp lấy vang số, mic không dây và cục đẩy. Các bác nghe tiếng rất là dày và âm tiếng các bác nhé. Các bác mà chơi trong gia đình thì hát với em có khi phải lên đến tận 160, 170 cơ. Rồi, ok, thì bây giờ em sẽ gọi là nghêu nga một đoạn ngắn và có nhạc này để các bác nghe thử chứ còn cái giọng của em khi khớp vào nhạc các bác không ngửi được đâu, các bác không nghe được đâu, các bác nghe xong các bác bảo thôi tắt đi được rồi. Ok. Em xa ngang rồi trốn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm nè sau thấm ướt đôi môi, xin em một lần chối nguyện tình yêu cuối. Thương yêu không chọn thôi, dã từ đi em ơi. Người về nên xe hoa, kỷ niệm buồn vào hồn, bờ môi tắt hẳn nụ cười, giây phút bên nhau nay còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người.
Ok, vừa rồi là các bác nghe cái giọng của em gọi là thều thào, đấy, gào, đấy, kiểu kiểu đó. Rồi, các bác nào quan tâm đến sản phẩm Nordica hay là nguyên combo hệ thống độc kỳ này, các bác liên hệ trực tiếp cho em nhé. Và hàng gần như là lúc nào anh em cũng có sẵn tại cửa hàng. Các bác nào bên cấu hình combo cả bộ này thì em sẽ hỗ trợ lắp đặt trong vòng là 60 km đổ về. Đấy, bởi vì bộ này không được công nãi cao nên là chỉ 60 km thôi nhé. Còn bộ nào lợi nhuận nó có cao tí thì em sẽ có nhiều option, nhiều quà tặng cho các bác. Ví dụ như tặng bộ mic không dây, tặng bộ pin sạc cho bộ mic không dây, hoặc là hỗ trợ lắp đặt tận nơi cho các bác trong khoảng cách từ khoảng được 100 km đổ về. Ok, video đến đây kết thúc. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nhé. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.